Con bạch thầy, kính mong thầy giải đáp giúp con. Con nghe các thầy giảng có hay nói rằng trách nhiệm của người xuất gia là hoằng pháp, trách nhiệm của người Phật tử tại gia là hộ pháp. Vậy kính mong thầy giải nghĩa giúp con hiểu rõ hơn về hai từ hoằng pháp, hộ pháp này ạ. Con thành kính tri ân thầy. Từ hoằng pháp, hoằng tức là hoằng dương, pháp tức là gì? Là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Chứ hoằng có nghĩa là hoằng dương, là làm rộng ra, mở rộng ra thì gọi là hoằng. Chứ hoằng trong tự Hán có nghĩa là mở rộng ra, đem xiển dương, đem truyền bá cho rộng khắp ra thì gọi là hoằng. Chứ pháp có nghĩa là chính pháp của Đức Phật. Vậy hoằng pháp có nghĩa là đem giáo pháp của Đức Phật để giảng dạy, để cho nhiều người biết tới cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật, để khiến cho người ta được phá mê khai ngộ, khiến cho người ta được phản vọng quy chân, khiến cho người ta được minh tâm kiến tính đó, khiến cho người ta thì hết khỏi sinh già bệnh chết, cầu bát đắc ái bể ly oán tăng hội và ngũ uẩn xí tịnh khổ, nhân đến gì hết tất cả vô lượng vô biên những nỗi khổ, hướng tới cái cảnh giới an vui, đạt được cái trạng thái niết bàn tâm tịch tịnh, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Đó chính là gì? Cái mục đích hoằng pháp, cái mục đích tối cao tối thượng của người xuất gia đem chính pháp của Đức Phật để đi hoằng dương chính pháp, nó là như vậy. Đó là hoằng pháp. Nói nôm na chúng ta dễ hiểu, đó là tức là gì? Một vị pháp sư, một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị ni trưởng, một vị ni sư, một vị đại đức, một vị tăng ni, vân vân nào đó, mà xuất gia với cái tâm nguyện là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, chỉ trai giữ giới, tu tập thanh tịnh để đem làm một cái tấm gương, làm bậc mô phạm, làm cái tấm gương sáng để cho tín đồ Phật tử noi vào. Không chỉ như vậy mà còn đem chính pháp của Đức Phật để xiển dương, để quảng bá, để truyền giảng rộng khắp cho đại chúng, cho mọi người được biết, thì đó gọi là gì? Là hoằng pháp. Hoằng pháp đem tam tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật để xiển dương, để quảng bá, để truyền giảng cho đại chúng, cho hậu thế nghe, thì nói nôm na thì đó chính là gì? Là hoằng pháp. Còn hộ pháp, hộ pháp là gì? Hộ tức là gì? Là hộ trì, là giúp đỡ, là hộ trì, là giúp đỡ. Hộ tức là hộ trì, là giúp đỡ. Ngày xưa khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy và có phó chúc cho các hàng đệ tử xuất gia và tại gia bốn chúng của Ngài rằng chính pháp của Đức Thế Tôn, tức là chính pháp của Ngài đó, chính pháp của Phật đó, mà muốn được tồn tại lâu dài ở thế gian thì phải nhờ vào sự hoằng pháp của chư Tăng và sự hộ pháp của gì? Của giới cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Tôi muốn nói nôm na như Việt Nam chúng ta, các tín đồ Phật tử đó, cho chúng ta dễ hiểu. Đó, hộ pháp bằng cách nào? Chư Tăng á, hoằng pháp thì phải có người hộ pháp. Hộ pháp này phải có người, ví dụ như Phật tử chúng ta ở nghe ở đâu, đạo tràng nào có quý thầy nào mà tu hành chân chính giảng pháp, mở các khóa tu, các pháp hội vân vân, thì chúng ta nên gì? Chúng ta nên đến để tham dự, đến để tham dự, để tùy hỷ, để cúng dường. Thậm chí nếu không có tiền của để cúng dường thì đến để tùy hỷ, đến đó để cộng tu, để cho có thêm người là thêm một gì? Một sức mạnh. Thêm một người vào tu là thêm một sức mạnh. Thêm một người vào nghe pháp tức là gì? Khiến cho đạo tràng đó gì? Thêm được trang nghiêm. Thêm 10 người nghe pháp thì đạo tràng đó gì? Thêm phần trang nghiêm lớn hơn. Thêm 100 người đến nghe pháp và tụng kinh niệm Phật, tu thiền trì chú vân vân đó, thì đạo tràng đó gì? Tăng thêm 1000 phần gì? Trang nghiêm. Càng có đông người tới nghe pháp và
tu tập cộng tu đó thì đạo tràng đó càng trang nghiêm. Cho nên đó, làm Phật tử chúng ta không chỉ được bó hẹp trong gì, chúng ta chỉ đi chùa của làng người ta thôi, đi chùa quê mình thôi, đi chùa của khu phố nhà mình thôi, đi chùa với ông thầy nhà mình thôi. Còn những chùa khác thì mặc sắc nhà nó, thế là thì hỏng rồi. Phật tử như vậy, nghĩ như vậy là hỏng rồi. Bây giờ có rất nhiều các sư và nhiều các Phật tử có quan điểm như vậy. Nó là sư nhà mình mà Phật tử không đến để hộ pháp cho gì cho sư nhà mình ấy, cứ đi chùa khác ấy. Các ngày xưa có sư nói gì, ăn cái táo rào cái sung ấy. Phật tử mà như thế thì không phải là Phật tử. Chúng ta phải biết rằng trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là ở đâu có pháp, ở đâu có tăng thì ở đó có Tam Bảo, ở đâu có vị tăng chân chính, có chư tăng gì thanh tịnh tu hành tinh tiến thì ở đó có đầy đủ ngôi Tam Bảo Phật pháp và tăng. Ở đâu có chư tăng thuyết pháp hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu hành thì ở đó có chính pháp của Phật. Các cụ ngày xưa thường nói gì, chùa riêng Phật chung. Cảnh chùa thì có riêng nhưng Phật thì có chung. Phật thì ở đâu cũng có, chùa nào cũng có, chùa nào có như nhau. Nhưng tăng thì chưa chắc chùa nào cũng có. Có thể là chùa đó có sư đấy nhưng chưa chắc phải là tăng. Có thể là sư thì sư tăng đấy, sư ni đấy, nhưng chưa chắc phải là tăng, là ni. Vì sao? Vì họ không phải là một vị tu hành chân chính. Họ đi sai với chính pháp của Đức Phật. Họ xuất gia rồi nhưng không chỉ trai giữ giới, vẫn nhảy đồng, vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu, vẫn làm những việc xấu, vẫn làm những việc ác, vẫn chửi bới tín đồ Phật tử, vẫn cái cọ với nhân dân, vẫn sát sinh hại vật, làm vô số những việc ác. Thì gọi là đấy gọi là hình tướng của sư, nhưng thực tế không phải là sư. Hình tướng của tăng nhưng thực tế không phải là tăng. Giống trong giống như trong phim Tây Du Ký, vì thế Đường Tăng đến với lại mấy thầy trò đi đến một vài cái ngôi chùa đó, tượng Phật lúc thì là tượng Phật, lúc là tượng của yêu quái đó, thì đấy, hoặc là sư vậy, lúc thì là sư, lúc thì yêu quái, thực tế yêu quái biến thành sư đó để lừa đó, và để ăn thịt, đòi ăn thịt Đường Tăng đó. Đó, cho nên chúng ta thấy trường hợp đó. Tác giả Ngô Thừa Ân họ rất là tinh tế và họ viết cái đoạn đó, viết lên cái đoạn đó. Ý muốn nói là có chùa đấy, có Phật ngồi trong đấy đấy, nhưng mà trong chùa đó không có sư thực sự. Vì sư thực sự phải là gì? Phải là một vị tăng chỉ trai giữ giới và hoằng pháp lợi sinh, trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh, thì đó mới có sư. Mà sư biết hoằng pháp thì đó mới gọi là gì? Mới gọi là có gì? Có pháp ở trong ngôi chùa đó. Còn có quyển kinh ở trong ngôi chùa đó, kinh mà để trong tủ thì đó không phải gọi là gì? Không thực sự gọi là chính pháp được, không thể gọi là pháp ở trong đó được. Mà kinh gì đó phải có người đọc tụng, có người truyền giảng, và có người gì? Có thính chúng lên để nghe. Thì cái tác dụng của kinh, cái tác dụng của pháp, drama, tiếng Pháp trong tiếng Phạm drama, phiên âm trong tiếng Hán là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Nó phải làm được cái điều đó. Cái tác dụng của pháp là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Như vậy thì mới gọi gì? Mới phát huy được hết cái tác dụng của pháp, như lời dạy của Đức Phật là bảo trì cái tự tính thanh tịnh của chúng sinh và giải trừ tất cả những cái nghiệp chướng tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ cho chúng sinh, để nó đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh, cái tâm vắng lặng, cái tâm tịch tịnh, như là gì? Như cái tâm của Phật, mới gọi là nhậm trì tự tính quý sinh vật giả. Đó, công năng của pháp là như vậy, là để phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, phản bản hoàn nguyên, vân vân. Xin lỗi, không phải là phản bản hoàn nguyên, gọi là hợp bản hoàn nguyên, hay gọi là hội bản hoàn nguyên. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Một số các quý thầy, ví dụ như mà
ở trong chùa, xuất gia rồi, thậm chí tu hành vài chục năm rồi mà không giảng được một thời kinh cho các Phật tử nghe, không lên dẫn chúng tu hành để cho các Phật tử theo, thì đương nhiên họ phải đi tìm gì, tìm thầy học đạo thôi. Thời buổi bây giờ nó khác với gì, với 20-30 năm trước rồi. 20-30 năm trước ấy, thì có thể là mình dạy bảo dọa mấy bà vãi già, mấy cụ già đi chùa nói gì, chùa làng không ra, cứ đi ra chùa xa khác làm gì, hay ra chùa của nơi khác làm gì, bà ăn cây táo bà rào cây sung rồi sau này chết tôi không đi đổ đám cho. Nói như thế mấy cụ già ngày xưa sợ, nhưng lớp trẻ bây giờ nó không sợ đâu. Lớp trẻ bây giờ thì ông chỉ cần nói người ta một câu như thế, người ta sẵn sàng, không bao giờ người ta ra ngôi chùa của ông nữa. Người ta sẵn sàng đi xa hàng vài chục cây số, thậm chí hàng trăm cây số, nhưng người ta gì, gặp được một vị thầy có thể giảng pháp cho người ta nghe, có thể dùng đạo đức dạy cho người ta hiểu, làm mô phạm cho người ta gì, người ta theo, thì người ta gì, dẫu có đến hàng chục hàng trăm cây số người ta vẫn đi. Mình thậm chí là ngay bên cạnh chùa thì họ không xa, mình không thể trách họ được, vì chúng ta không có pháp cho họ thì chúng ta không thể trách họ được. Thời buổi bây giờ nó khác rồi. Thời buổi bây giờ xã hội nó văn minh, họ tiến bộ, họ biết nhận cái đúng cái sai. Chúng ta là tăng ni không thể nào dùng cái gì, cái quyền uy của mà mình là người xuất gia đấy, mình là thầy đấy, rồi mình chửi họ, mắng họ rồi áp đặt cho Phật tử, không được. Điều đó là bây giờ không thể làm được nữa. Bây giờ phải dùng đức để mà giáo hóa họ. Phải dùng đức, tăng ni bây giờ phải dùng đức để giáo hóa Phật tử. Phải dùng trí tuệ, dùng tài ba để mà gì? Để mà cảm hóa Phật tử. À. Chứ không phải là cứ dùng cái uy và ta là thầy trụ trì đấy, hoặc ta là người xuất gia đấy, ta là sư ông đấy, ta là sư thầy đấy, ta hòa thượng, ta thường tọa đấy, ta thích mắng Phật tử nào thì mắng. Không thể thế được. Mới sáng nay tôi mới nghe thấy đệ tử tôi nói là có một cái trường hợp một vị sư ở một mình sau khi bị bệnh, mà cả làng cả xã, thậm chí đến người nhà, con cháu dòng họ trong gia đình, họ không muốn nhìn nhận nữa. Tôi không biết tu đấy là tu kiểu gì, mà cả làng duy nhất thì có một bà vãi già ra chăm nom. Thì cái vị sư đó ốm, gặp bệnh ốm, có một bà vãi già ra trông nom, không ai ra chăm nom. Họ hàng con cháu trong dòng họ cũng không ai muốn trông nom. Thậm chí cái bà mà cái bà cụ già cái nói rằng là sư không biết sư tu hành như thế nào thì chúng con không biết, nhưng mà cả làng này ai gặp sư gì cũng muốn tránh, không muốn gặp mặt, vì gặp mặt là phải chào A Di Đà Phật, phải chào sư, cho nên họ không muốn gặp mặt sư. Chúng ta suy nghĩ xem tại sao mình đi tu mà người ta không muốn gặp mặt mình, vì gặp mặt mình người ta phải chào một câu A Di Đà Phật. Nếu chúng ta là người xuất gia chân chính, người ta đặt, chúng ta đặt phải đặt một câu hỏi, tại sao người ta nhìn thấy mình, người ta nhìn thấy mình, người ta đúng ra người ta rất muốn đến. Các cụ ngày xưa nói là chư tăng đến nhà như Phật bà giáng thế, sư đến nhà như Phật bà giáng thế. Gặp sư mà chào được một câu là gì, A Di Đà Phật, là gì, tăng thêm một cái phần công đức, là Phật tử hay là người dân. Gặp sư họ chắp tay, không chắp tay A Di Đà Phật hay là chào thầy ạ, thì cũng là gì, một cái vẻ, cái cách chào hỏi rất thường tình của một Phật tử hoặc là người dân với nhau. Họ không A Di Đà Phật thì họ chào thầy ạ, họ thầy đi đâu đấy, họ vân vân. Nhưng mà đằng này thì họ nhìn thấy sư họ lánh, họ đi sang con đường khác, họ không đi để, không phải gặp mặt mình để họ chào mình nữa. Như vậy là chúng ta nếu mà làm một vị sư như thế, chúng ta đi sai đường. Chúng ta nghĩ chúng ta là sư, cái đầu có cái đầu trọc, có cái tấm cà sa trên mình ấy, chúng ta là thầy của trời người rồi, là không đúng đâu. Không phải, không phải cái đầu trọc, cái có tấm cà sa là gì, là thầy của trời người. Thầy trời người là thầy ở cái đạo đức, ở cái trí tuệ, ở cái lối sống, ở cái cách gì, hành xử gì, có văn hóa với những người dân, với những người thân của chúng ta, với hàng xóm láng giềng vân vân đó. Đó, cái đó mới là cái
cái người ta quý trọng nhất, cái người ta tôn mình là thầy. Chữ sư có nghĩa là thầy, chữ sư ở trong tiếng Hán thì trong tiếng Việt Nam nghĩa tiếng Việt Nam có nghĩa là thầy, là thầy. Thầy ở đây là thầy về cả về mặt đạo đức, cả về mặt trí tuệ, cả về cách hành xử, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động đều làm gì, làm mô phạm, là khuôn phép để gì? Để cho mọi người theo. Nói trong Phật giáo chúng ta là phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, từ đi đứng nằm ngồi đều phải có gì, đầy đủ oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh, cử chỉ hành động đều hợp với gì? Lời dạy của Đức Phật. Không ra 84.000 oai nghi, không ra khỏi nó, thì đó mới là người gì ạ? Người xứng đáng làm thầy của trời người, chứ không phải là cái cạo cái tóc, có cái tấm cà sa là chúng ta gì, nghĩa là chúng ta là thầy rồi, muốn chửi dân thế nào thì chửi, muốn mắng gì mắng Phật tử thế nào thì mắng là không được. Càng đắp tấm cà sa lên mình, càng phải gì thể hiện mình là một người con Phật. Mà một người con Phật thì phải có đức độ và đạo hạnh hơn người. Trí tuệ có thể không hơn người, nhưng ít nhất là cái đạo hạnh và cái đức độ ta phải gì? Phải hơn người. Thì mới xứng đáng là thầy của người. Trí tuệ thì có thể không bằng người, bằng cấp không bằng người, nhưng mà cái đức hạnh, cái đạo hạnh của chúng ta chắc chắn phải hơn người, thì người mới kính chúng ta làm thầy được. Cái đó là gì? Là chân lý, cái đó là chắc chắn rồi. Đó là lời Phật dạy, đó là lời Tổ dạy. Và đó cũng là gì? Lời chúng tôi nói lại những lời Phật, lời Tổ đã gì? Đã dạy. Đó, cho nên tu làm sao mà người ta nhìn thấy mình, người ta phải tránh đường đi là nguy hiểm. Sai, chắc chắn mình đang đi sai đường. Còn sống mà người ta đã lánh mình thì sau khi nhắm mắt xuôi tay á, Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt nó lôi mình vào trong A Tỳ Địa Ngục, hoặc các địa ngục gì, nếu mà ác khẩu thì lôi vào cái địa ngục gì là cắt lưỡi, cày lưỡi đó. Nếu mà ác tâm ấy, nó lôi vào cái địa ngục là gì, xuyên tâm. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên nếu làm được làm sư mà mình không tu, mình ăn hết phúc của mình ở kiếp này ấy, tiêu hết phúc của mình ấy, mình gọi là tiêu hết phúc của mình, nói nôm na là tiêu hết cái gì, cái công đức của mình, cái phúc báo của mình gieo ở đời trước ấy, mình bắn thẳng vào trong A Tỳ Địa Ngục, không phải đơn giản. Để chúng ta nợ thập phương đàn na tín thí quá nhiều mà không trả được, không tu được, không xứng đáng là thầy của họ, thì chúng ta phải vạ lạc vào đó thôi. Cho nên ở đây chúng tôi mới này, Phật tử hỏi đến Hoằng Pháp, thì người Hoằng Pháp là người thầy thì phải xứng đáng là thầy. Còn Hộ Pháp là những người trợ duyên, những người trợ tuyên, những người giúp đỡ, tức là các Phật tử ở ngay bất cứ nơi đâu có các quý thầy tu tập đúng chính pháp, truyền kinh giảng đạo, mở các pháp hội, các khóa tu, chúng ta nên đến để tham dự, để hộ pháp. Đây chính là hộ pháp. Như tôi nói lúc nãy chứ, đạo tràng thêm 10 người là thêm 10 phần công đức, thêm 100 người là thêm 100 phần công đức, thêm 1.000 người là thêm 1.000 phần công đức. Đấy gọi là hộ pháp. Hoặc thì chúng ta nhìn thấy chùa siêu đổ nát, tượng mục hư hỏng, kinh sách rách nát, vân vân. Chúng ta có điều kiện kinh tế, chúng ta có thể phát tâm để làm cái điều đó. Một mình không có đủ điều kiện thì rủ thêm người, nhiều người để làm cái việc đó, làm cái chỗ gì, sở y quy thú và hướng dẫn cho gì, cho đại chúng họ biết bố thí, biết cúng dường, biết xả thí tài vật để gì, để gieo thiện căn với Tam Bảo. Chúng ta biết là vua quái trời thứ hai trong 6 quái trời dục giới, đó chính là gì, là Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca. Ở Việt Nam chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là
Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của chúng sinh ở cõi nhân gian chúng ta này, cõi Nam Thiện Bổ Châu này. Hay kinh Địa Tạng, chúng ta thấy kinh Địa Tạng, Đức Phật lên thì lên thuyết kinh Địa Tạng ở trên chính nội viện, trên chính diệu pháp đường của cõi trời này. Chính do gì? Vua Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế thỉnh Phật lên cõi trời để thuyết pháp. Và Phật đã dùng 3 tháng an cư trong mùa mưa năm thứ 2 ở tại thành Xá Vệ, cách nơi Đức Phật thuyết kinh Di Đà không xa, khoảng 1 tiếng đồng hồ đi ô tô. Nhưng ngày xưa đi bộ thì nó mất vài tiếng, đi ô tô mất khoảng tiếng, hơn tiếng một chút. Và thật thì Phật ngồi thiền định xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và cái nơi Phật ngồi thiền định xuất thần đó, ở nay ở bên thánh tích của người Ấn Độ đó, họ nói là đấy là sân bay của Đức Phật. Đây là sân bay của Đức Phật, tức là Đức Phật ngồi thiền định để bay lên trời á, xuất thần bay lên trời để giảng kinh Địa Tạng, để báo ân mẫu thân của mình á, là bà Maya, và đồng thời cũng là tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Địa Tạng hãy dùng thần thông công đức trí tuệ của mình để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, dùng mọi mọi nhân duyên, mọi thần lực, thần thông công đức của mình để mà giáo hóa chúng sinh cang cường khó độ ở trong cõi Nam Thiểm Bộ Châu thế giới Sa Bà này. Trường hợp nào độ được thì độ luôn cho nó, trường hợp nào chưa độ được thì cố gắng giáo hóa dắt dìu cho nó, đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời đem đến cho Bồ Tát Di Lặc độ cho nó. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp giáo hóa độ sinh, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng như vậy. Và đặc biệt đó, chúng ta biết đó, vì sao mà vị Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, được Đức Phật là đặc biệt là nhiều các kinh, nhiều kinh điển của Phật giáo, đặc biệt Phật giáo Đại Thừa có nói đến vị Thiên Đế Thích này, vị vua cõi trời này. Và trong các chùa miền Bắc chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà đại đa số các chùa cổ miền Bắc chúng ta ở giữa Tam Bảo, ở trên cao thì thường là thờ Tam Thế Phật, tức là chỉ cho quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Ở ban dưới tầng Tam Thế đó, tầng thứ hai từ trên xuống đó là thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở ban dưới nữa, từ hàng thứ ba từ trên xuống thì là thờ Tam Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, hoặc là Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, hoặc là A Nan Ca Diếp Tôn Giả. Đó, hàng thứ ba từ trên xuống. Và hàng thứ tư từ trên xuống thì thường thường chúng ta thấy này, có chùa thì lại thờ Di Lặc, có chùa thì thờ Di Lặc, tượng cụ Di Lặc, có thờ thì có chùa thì thờ là tượng Chuẩn Đề, tượng Chuẩn Đề với lại Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng có chùa thì tầng thứ tư, từ trên xuống tầng thứ tư là Ngọc Hoàng và Nam Tàu Bắc Đầu. Có chùa thì tầng thứ năm từ trên xuống là Ngọc Hoàng và Nam Tàu Bắc Đầu. Sang cái tầng cuối cùng ở dưới thì là Tòa Cửu Long. Hoặc cũng có chùa thì thờ Thánh Tăng và Thổ Địa, tùy theo. Nhưng mà chúng ta thấy các chùa cổ ngày xưa thường là cái chính giữa Tam Bảo, thường là có Nam Tàu Bắc Đầu và Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi giữa, Nam Tàu Bắc Đầu ngồi hai bên, giống như là Đức Phật A Di Đà ngồi giữa, Quan Âm Thế Chí Thị Giả hai bên, hoặc là Đức Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền Thị Giả hai bên, hoặc A Nan Ca Diếp Thị Giả hai bên. Đó, không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Hoàng Thượng Đế lại được thờ trong Tam Bảo, chính điện của gì, của các ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta nói chung, và Phật giáo Trung Quốc cũng có thờ rất nhiều. Vì ngày xưa chúng ta biết là thời ngày xưa là thời quân chủ lập hiến, bây giờ thì họ nói là thời phong kiến.
mình gọi là tôn trọng một chút, gọi là thời quân chủ lập hiện, tức là quân vương, quân tức là vua mà, là vương, là vua. Ở trong một đất nước vua là người cao nhất, tất cả thần dân tôi tớ trong một đất nước đó đều gì, đều mang ân của vua. Cho nên vua ngày xưa họ gì, họ tự xưng họ là gì, là thiên tử. Thiên tử có nghĩa là gì, là con trời. Thiên tử là con trời, con của trời mới gì, mới có phúc lớn như vậy mới được làm vua. Có nghĩa là được được Ngọc Hoàng Thượng Đế này là cử xuống nhân gian đó để làm vua. Phúc báo lớn như vậy chứ cử nhân gian thì làm vua, cho nên họ mới xưng lại là thiên tử. Nhưng vua nước lớn thì xưng là thiên tử, vua nước nhỏ ngày xưa không dám xưng thiên tử. Nước nhỏ mà xưng thiên tử, ông vua nước lớn đem quân nó đánh úp chết ngay. Cho nên vua nước lớn, nước mạnh mới dám xưng là thiên tử. Theo cái văn hóa ở châu Á chúng ta, đặc biệt là có Việt Nam chúng ta ngày xưa. Thì chúng ta bảo là nó xưng là thiên tử, nó xưng là thiên tử rồi, cho nên nay nó đến chùa rồi, nó nhìn thấy Phật nó gì, nó cũng chẳng cúi đầu, nó cũng chẳng vái. Là có những ông vua nó ngang ngược, ngang tàng ngỗ nghịch như vậy, có khi chưa lên làm vua nó mới làm thái tử thôi, làm hoàng tử thôi, làm thái tử thôi, làm công chúa thôi, hoặc thậm chí là gì, là thân vương thôi. Tức là vương dòng dõi nhà vua đó, họ hàng nhà vua, mình nói nôm na Việt Nam chúng ta là họ hàng nhà vua đó. Nó đến đó rồi, nó bảo là họ hàng của thiên tử, cho nên đó, nó không thèm bái Phật, không thèm lễ Phật, nó cống cao như vậy, nó ngã mạn như vậy. Cho nên chúng ta thấy mày cống cao ngã mạn, các cụ ngày xưa nói là gì ạ, vỏ quýt dày ta có móng tay nhọn. Thế Phật, Phật giáo Việt Nam chúng ta tất cả những cái tượng pháp được thờ ở trong gì, trong chính điện đó đều có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc của gì ạ, của đạo Phật. Không phải là ngẫu nhiên tự nhiên mà lại các tổ lại rước một cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào bắt đầu thờ chính giữa ở trong gì, trong chính cung ngôi Tam Bảo đó các quý vị. Bây giờ một số các vị sư trẻ, đặc biệt là trong miền Nam, đi học, đi hành, có cũng có bằng cấp này nọ, thậm chí là thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ Phật học, hoặc là tiến sĩ ở các trường đại học khoa học xã hội, hội nhân văn, và các trường về học, các khoa về triết đó, thậm chí đi học ở nước ngoài đó. Về đi ra miền Bắc chúng ta đến các chùa nói, nhìn thấy các chùa có nhiều tượng bắt đầu để cho rằng gì ạ, mê tín dị đoan. Thờ này gọi là đa thần giáo. Mà Phật giáo là gì? Là nhất thần, thì chỉ có Phật thôi. Nhất thể chứ không phải là nhất thần. Nhất thể, Phật giáo là nhất thể. Tâm Phật và chúng sinh là gì? Tam vô sai biệt. Cho nên chỉ có Phật, ông Phật Thích Ca thôi. Còn ngoài ra, nếu thờ thêm ông Phật nào đó nữa, hoặc là một vị nào đó nữa thì gọi là đa thần giáo, thì cái đó là tạp. Phật giáo đó là Phật giáo cấp thấp, vân vân. Nhưng không phải. Các vị đi không hiểu được cái văn hóa của Phật giáo phía Bắc. Cái truyền thống văn hóa Phật giáo phía Bắc là gì? Hơn 2.000 năm nay. Mà đặc biệt nếu các vị mà nghiên cứu về lịch sử du nhập và sự truyền bá của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt của phía Bắc, ở tại cái gì? Cái trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên đó. Các vị mới biết rằng vì sao Phật giáo vào Việt Nam gì? Theo giáo sư Lê Mạnh Thát nói rằng ở từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, tức là trước cả Trung Quốc khoảng gần 300 năm, Phật giáo du nhập vào Trung Quốc thời Vũ Hán Linh Đế gần 300 năm, nhưng mà không phát triển được. Đến thế kỷ thứ 2 sang thứ 3, tức là thời Tam Quốc đó, Việt Nam chúng ta có vị thiền sư rất nổi tiếng là thiền sư Khương Tăng Hội sang Kinh Đô. Sang Kinh Đô của nhà Ngô để truyền bá Phật pháp cho Ngô Tôn Quyền, để giảng dạy Phật pháp cho vua tôi của gì, của nhà Ngô đó, chính Ngô Tôn Quyền. Chúng ta thấy, nhưng lúc đầu chúng ta sẽ học lịch sử chứ. Phật giáo truyền vào Việt Nam bước đầu tiên không phải thờ ông Phật Thích Ca,
cũng không phải là thờ ông Phật Di Đà, cũng không phải là thờ ông Phật Dược Sư, mà chúng ta thờ thế gì? Tại trung tâm Phật giáo lớn nhất, mạnh nhất ở kinh thành lúc đó, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu, mà trụ sở là chùa gì? Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh lúc bấy giờ. Chúng ta thấy lúc bấy giờ có bốn ông Phật, chúng ta thấy có bốn ông Phật, đó là Phật gì ạ? Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Bốn ông Phật này do thiền sư Khâu Đà La, là một vị thiền sư gì, người gốc Ấn, đi sang Việt Nam chúng ta truyền bá Phật Pháp, tạo ra bốn cái pho tượng này: Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. Bốn ông Phật này chính là bốn ông thần theo tín ngưỡng của dân gian Việt Nam chúng ta, đó là thần gì? Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần chớp. Vì đất nước Việt Nam chúng ta thì phần lớn lúc đó là cuộc sống do bằng cái nghề nông nghiệp. Mà làm nông nghiệp thì phải có gì ạ? Phải có mưa thuận gió hòa thì mới được mùa màng bội thu. Cho nên bảo đưa ông Phật Thích Ca vào không có tin. Vì vậy mà ngài Khâu Đà La phải đưa gì? Đưa bốn ông Phật thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, tức là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện vào á. Giảng tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, dân họ không nghe. Họ muốn nhìn thấy cái gì thực tế? Thực tế là cái gì? Đó là trời hạn hán thì tôi muốn gì? Muốn trời có một trận mưa. Ông làm được không? Ngài Khâu Đà La bảo không khó. Rước bốn ông Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ở thờ ở bốn ngôi chùa, ở một chùa trung tâm và nói chung chia thành bốn, giống như Đông Tây Nam Bắc á, để mà gì? Hợp về chùa Pháp Vân hoặc cái chùa nào đó, lập cái đàn để cầu gì? Cầu mưa. Và ngài cầu mưa xong thì gì? Trời mưa thật. Dân thì chắp tay gì? Ôi rồi trời mưa rồi, trời mưa rồi, Phật Pháp linh thiêng quá. Phật Pháp đem lại gì? Hạnh phúc cho nhân gian. Phật Pháp là cứu rỗi gì? Cuộc đời của gì? Của chúng sinh là đây. Chúng sinh nó đói thì gì? Do trời hạn hán, thì nay trời mưa thì nó được no. Đấy là Phật gì? Phật ban cơm no, áo ấm cho chúng sinh. Cho nên dần dần nó mới tin, dần dần nó mới theo. Vì vậy mà chúng ta thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam nó vất vả đến mức độ nào, nó khó khăn đến mức độ nào, thì cái con người Việt Nam chúng ta mới tiếp nhận nó. Rồi á, trải qua cái sự biến thiên của lịch sử, mấy cái ông vua nó ương ương bướng bướng, nó đến chùa, nó đi qua cửa Phật, nó thì là khệnh khạng, nó nhìn thấy các sư á, nó coi như là kẻ ăn bám, vân vân. Cho nên á, nó xưng là thiên tử đúng không? Rồi, anh xưng là thiên tử, kệ anh. Thậm chí tôi còn gì, tôi cũng gọi anh là thiên tử nữa. Nhưng mà bây giờ thế này này, anh là thiên tử đúng không? Anh con trời đúng không? Thiên tử là con trời, được. Tôi tôn trọng anh, tôi gọi anh là con trời. Nhưng nay á, ở trong một ngôi chùa, trên thì thờ Phật, dưới thì tôi thờ gì? Thờ bố của anh. Nào, chúng ta xem, tôi chơi cái quả cao tay hơn thì tôi thờ bố của anh. Tức là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế là gì? Là vua trời, vua của cõi trời. Anh gọi anh là thiên tử, là con trời đúng không? Tôi nay tôi thờ ảnh vua của gì? Của trời. Tôi thờ là bố anh đấy. Anh nhìn thấy bố anh mà anh không cúi đầu ư? Anh không lễ lạy ư? Anh không chắp tay ư? Anh không cúi đầu ư? Anh sẽ là một đứa con bất hiếu. Anh nhìn thấy chư tăng là những người hương hỏa, tụng kinh niệm Phật, hoằng pháp lợi sinh, làm cho ngôi chùa đó thì được hưng thịnh. Anh nhìn thấy chư tăng mà anh coi thường ư? Anh là những kẻ gì? Bất nghĩa. Vì những người gì? Hàng ngày sáng chiêu chiều mộ, tảo già lam điện, phụng thờ nhang khói, đèn hương đó. Để gì? Để cho bố anh là gì? Được ngồi ở trong cái ngôi chính điện này.
ngồi chung với gì, với Phật tổ Như Lai này, ngồi chung với Phật này. Mà anh coi thường chư tăng, anh không kính chư tăng thì anh là người gì, bất nghĩa vậy. Anh nhìn thấy tượng của bố anh mà anh không lễ là anh bất hiếu vậy. Rồi vua, rồi trên các quan nữa, nhìn thấy bố của gì, bố của vua mình á, mà mình không lễ không bái không phục tùng á thì bất trung vậy. Chúng ta thấy đó, các tổ ngày xưa không phải tự nhiên, các vị biết không phải tự nhiên, mà trong cái ngôi chính điện, các ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta ngày xưa lại có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào, có Bắc Đầu ở trong đó. Nam Tào Bắc Đầu là tương truyền hai vị đại thần, hai vị quan lớn, một hai vị quan lớn của mình cứ nói như một quan văn một quan võ, nhà vua thế gian là một quan văn một quan võ, hai bên như vậy đại diện tiêu biểu cho gì, trong một bên văn tướng bên võ tướng, thì Nam Tào Bắc Đầu cũng tương tự như vậy, giúp cho gì, cho Thượng Đế. Cho nên chúng ta thấy nào, các vị xem, ông vua, hoàng thân cốt thích, triều đình quan lại, hàng ngày tung hô thiên tử của mình, nhìn thấy bố của thiên tử mà không gì, không cúi đầu, không lễ bái, không cung kính thì bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất tín. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là tăng ni chưa hiểu được cái văn hóa Phật giáo bản địa, chưa hiểu được thì chúng ta phải hỏi, chứ đừng có nghĩ rằng giờ mình đi học mình nghe thấy cái đó là gì, đa thần giáo rồi, như vậy là gì, là tạp, là lai tạp, là thế này thế khác thế kia, Phật giáo như vậy là Phật giáo gì, Phật giáo cấp thấp, Phật giáo như Phật giáo là Bà La Môn hóa, Phật giáo như vậy là Phật giáo lay căng, Phật giáo như vậy là Phật giáo đủ thứ ngoại đạo, vân vân. Chúng ta nói như vậy, nếu mà là một vị tăng á, một vị giảng sư lên bục giảng mà vội vàng mà chưa hiểu được cái văn hóa, cái bản địa, cái sự du nhập, cái lịch sử du nhập và phát triển của Phật giáo cái vùng đó, cái xứ đó, mà mở lời nói như vậy, thì vị đó nói thật với các vị, tôi mà nghe thấy cái vị nào, vị tăng ni nào, cho dù lên ngôi hòa thượng mà giảng như thế, tôi không bao giờ tôi nghe nữa. Vì sao? Vì tôi biết rằng vị đó gì, chỉ hiểu ở trong gì ạ, chỉ hiểu được cái nắm đất ở trong gì, cái lòng bàn tay của vị đó mà thôi. Hay nói đau hơn một chút, có nói gì, vị đó chỉ giống như con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nhìn cả bầu trời gì, chỉ bằng cái nia ở trên gì, cái nia mà người nông dân hay dùng để sẩy sàng gạo đó các quý vị, con ếch ngồi đáy giếng, nhìn cả bầu trời chỉ bằng như vậy, nhưng thực tế bầu trời gì, nó rộng lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua là nó nhảy lăng tăng, nó tọt vào cái giếng và nói gì, nó không ra được, nó ở mãi trong cái giếng, nó không thể ra được nữa. Và nó nhìn gì, bầu trời chỉ bằng cái giếng mà thôi. Nhưng thực sự bầu trời gì, rộng lớn, mênh mông vô cùng, Phật Pháp cũng vậy. Rộng lớn vô cùng các quý vị. Cho nên tôi nghe thấy vị nào, vị giảng sư nào, vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni nào mà lên giảng, mà chê bai, mà kích bác, cái tục thờ tượng của Phật giáo miền Bắc là thờ nhiều tượng, như vậy là đa thần giáo, như vậy là Bà La Môn hóa Phật giáo, như vậy là thế tục hóa Phật giáo, vân 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 vân, đó tôi không bao giờ nghe giảng. Gặp tôi vẫn xá, tôi vẫn chào, tôi vẫn hỏi, vì gì, vì như Đức Phật nói, tăng nhìn thấy tăng thì phải biết kính trọng nhau. Nhưng chắc chắn tôi không nghe giảng, vì tôi biết rằng á, vì đó gì, nhìn cả cái bầu trời Phật Pháp chỉ bằng cái giếng thôi, bằng cái miệng giếng thôi á, thì có cái gì để cho mình phải học. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy này, cái thờ phụng ở trong một ngôi chùa nó đều có ý nghĩa hết. Vì sao mà lại có gì, có Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Đây là tôi nói chưa hết đâu. À, vì thời gian nó không có nhiều, tôi không nói hết đâu. Nhưng ngày xưa chúng tôi đi học á, được nghe Đức Pháp Chủ ngài giảng về những cái này á, thấm lắm. Các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, ngày xưa các cụ học á, nó đến nơi đến chốn, học nó chín mùi lắm. Thậm chí các cụ nói một bộ kinh Di Đà các cụ học 5 năm mới gì mới xong. Tức là bộ kinh Di Đà ngắn như vậy nên các cụ học phải 5 năm mới xong. Có những bộ luật các cụ học cái 10 năm chưa hết. Đó. Học đi học lại, học cho nhuần nhuyễn, học cho thuộc lòng. Thuộc lòng, đọc lòng lòng, thuộc lòng lòng rồi nhé. Nhưng phải học gì? À, hiểu rõ được khai ra tính tướng hay là khai ra chỉ phạm. Biết rõ được tính tướng của nó không phải là đơn giản. Cho nên ngày xưa chúng tôi có may mắn để được làm học trò của Đức Pháp Chủ. 4 năm trời ngày dạy chúng tôi, là hiệu trưởng chúng tôi phải dạy chúng tôi. Rồi một số thì các hòa thượng lớn ở tỉnh Hà Tây ngày xưa, đặc biệt là cụ hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, cũng là ông của chúng tôi đó, là người thế phát thế độ cho chúng tôi đó. Các ngài thâm thúy, các ngài giảng á, giảng đến tận cùng chân tơ kẽ tóc. Các ngài giảng gì rất sâu, rất rộng. Ấy vì sao mà trong chùa, là ví dụ tôi nói ngay cái vì sao trong chùa lại có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đầu, vì sao lại thờ gì Tứ Chấn Kim Cương, à Tứ Chấn, vì sao lại thờ gì Bát Bộ Kim Cương, tại sao lại có tượng Tứ Chấn, tại sao lại có tượng Bát Bộ Kim Cương ở gì ở trong chùa, à, rồi tại sao lại có Đức Ông, tại sao lại có Đức Thánh Hiền, à, tại sao lại có hai vị hộ pháp Thiện Hiếu và Ác Hiếu Thái Tử, à, hay lắm. Mỗi một pho tượng Phật, mỗi pho tượng Bồ Tát, mỗi một pho tượng gì tượng Thánh Tăng, mỗi một pho tượng hộ pháp, mỗi một pho tượng thần được thờ ở trong chùa đều có những ý nghĩa nhất định của nó, những cái điều kiện thời gian nhất định của nó. Nếu mà chúng ta thì đến chùa Hoài Nhai, chúng ta thấy có một pho tượng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, tượng Phật không ngồi trên hoa sen mà tượng Phật ngồi trên lưng của một gì, một vị vua đó. Các vị thấy đó là cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái thời gian đặc biệt đó, con người đó, nó tạo ra một cái gì, một cái tác phẩm, một cái pho tượng cụ thể như vậy. Đó là tượng Phật ngồi trên lưng vua. À, chúng ta muốn biết rõ chúng ta nên đến chùa gì? Đến chùa Hoài Nhai tìm hiểu vì sao ngôi chùa ấy lại có một pho tượng độc nhất vô nhị trên thế giới, không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên lưng vua. À, điều này tôi để cho các vị tìm hiểu. À, bây giờ nếu không đến chùa, các vị vào mạng search lên một chút thôi, bảo các cháu này, các cụ già không vào được mạng, không vào được mạng thì bảo các cháu nó search, nó tìm, nó đọc cho mà nghe. Tôi dành một cái đó để cho các vị tự tìm hiểu lấy. Đó, cho nên đó, Phật giáo nó uyển chuyển, nó đi vào đời, nó ăn sâu vào lòng dân tộc. Nó được gì? Những người dân ở bản xứ đó chấp nhận. Có thể nó không nói bằng gì, cái giáo pháp của Đức Phật đấy, nó không nói bằng, không đem truyền giảng bằng trực tiếp, bằng tứ niệm xứ, bằng tứ chính cần, bằng tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nói tóm lại, nó không nói cụ thể bằng 37 phẩm trợ đạo, nhưng cái việc làm, ý nghĩa của nó chính là 37 phẩm trợ đạo. Ý nghĩa của nó chính là gì? Là nhân quả, là dạy về nhân quả, về nghiệp báo gì cho chúng sinh, cho con người, đem lại những lợi ích an vui hạnh phúc lâu dài cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật giáo
Người ta ví như là ngày xưa ở bên Trung Quốc ở thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau công nguyên, cuối thứ 2, đầu thứ 3 sau công nguyên. Ở bây giờ Trung Quốc á, có một vị nho sĩ rất là giỏi. Vị này có tên là Tập Tạc Sĩ. Vị này khoe rằng cả thiên hạ có mấy bộ chữ thì ông gì? Ông có hết, ông học hết. Và quả thật như vậy, bao nhiêu những trí thức, những bậc thầy, kể cả những vị xuất gia tu theo Phật hay tu theo lão giáo, hay là cả những bậc thầy của nho giáo lúc bấy giờ, ông đều nghe thấy ở đâu có người giỏi, ông đều đến cật vấn và đều thua về lý luận của ông. Và cho nên ông nói này, ông này thường khi mà đi bất cứ nơi đâu không có ai có thể đối đáp lại được ông nữa, ông vỗ ngực ông ta nói đây, nói là tứ hải tập tạc sĩ, tức là bốn biển, tất cả bốn biển này đều là gì? Tất cả chữ nghĩa con người, chữ nghĩa cái sự văn minh trong thiên hạ ở bốn biển nó đều là gì? Trong tập tạc sĩ đều có hết. Thì một hôm ông mới nghe tin là ở Kinh Thành, Trường An, có một ông sư trẻ rất là giỏi. Đó chính là gì? Đạo An Pháp Sư. Ngài giảng kinh thuyết pháp như là dòng sông chảy, trăm kinh vạn quyển lướt qua một lần liền thuộc, không cần đọc lần thứ hai. Chúng ta thấy, cho nên ông Tập Tạc Sĩ tìm đến này, chẳng lẽ ở trên đời này lại còn có một người lại giỏi như thế sao? Ta chưa từng gì thua bất cứ một ai, nay chẳng lẽ là trên đời lại xuất hiện một cái ông mà giỏi hơn ta sao? Cho nên ông tìm đến Kinh Thành Trường An và tìm gặp gì? Pháp Sư Đạo An. Lúc đầu Pháp Sư Đạo An thì không tiếp, nhưng Tập Tạc Sĩ thấy Tập Tạc Sĩ ngông cuồng quá, ngông cuồng quá, cho nên Đạo An mới gì, mới nghĩ rằng thôi, nếu mà độ được cho ông này á thì cũng là gì, để ông này hiểu Phật pháp và quy phục Phật giáo á, thì cũng khiến cho gì, cho không biết là bao nhiêu những người khác sẽ quy phục nữa. Cho nên Đạo An Pháp Sư bắt đầu ra tiếp. Nhưng bảo ra tiếp thì Tập Tạc Sĩ mới nói này, ngông nghênh bắt đầu bước vào á, cửa phương trượng đã nói gì? Tứ hải Tập Tạc Sĩ. Và nói rằng nếu mà hòa thượng mà đố pháp sư mà đối được lại thì tôi vào, hòa thượng không đối được thì tôi gì, tôi không bước chân vào, không bước chân vào chùa, tức là coi thường. Nghe cái danh rồi gì, là ở Trường An có Pháp Sư Đạo An, Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo tinh thông hết, cái gì lướt qua cũng biết, Tứ Thư Ngũ Kinh ở gì của nho giáo, Bách Gia Chư Tử, cái gì xem qua cũng gì cũng đều biết. Nếu như mà không đối được một cái câu đối của tôi ấy, tôi không vừa lòng ấy, thì cửa chùa này tôi sẽ không bước vào, tôi quay ra tôi về, coi tức là coi thường, hữu danh vô thực. Đó. Cho nên ông ấy không có phải vừa, cho nên ông ấy ra một câu đối này, nếu mà pháp sư mà đố được tôi, đối được ấy, thì tôi mới vào, không đối được ấy, cái vế đối mà tôi ra thì tôi sẽ không vào. Đạo An Pháp Sư cười gì? A Di Đà Phật. Cười A Di Đà Phật như vậy. Tứ hải là ông Tập Tạc Sĩ nói gì? Tứ hải Tập Tạc Sĩ. Không một phút so đo, chẳng phải một giây suy nghĩ, Đạo An Pháp Sư liền ứng đối ngay: Di Thiên Thích Đạo An. Chúng ta thấy không? Bên này gọi là gì? Tứ hải Tập Tạc Sĩ. Bên kia đối ngay là gì? Di Thiên Thích Đạo An. Đó. Nghĩa là sao? Bên này nói là gì? Tứ hải, tức là bốn biển, Tập Tạc Sĩ. Bốn biển đều là gì? Tập Tạc Sĩ. Di Thiên tức là gì? Là khắp gầm trời này, khắp bầu trời này, Thích Đạo An. Tức là khắp gầm trời này, khắp bầu trời này đều là gì? Đều là Thích Đạo An.
Biển thì đối đối gì với trời. Chúng ta thấy biển sâu rộng như biển thì gì cao như gì như trời, sâu như biển thì cao như trời. Chúng ta thấy biển bao được trời hay là trời bao được biển, các quý vị, các vị nghĩ đi, biển rộng hơn trời hay là trời hay là trời mênh mông hơn, gì rộng lớn hơn hơn biển. Biển có rộng đến đâu đi chăng nữa cũng ở trong cái gì, ở trong cái chai đất này, đúng không? Có sâu đến đâu cũng ở trong gì, trong phạm vi của trái đất tròn này. Nhưng bầu trời nó bao trùm khắp các gì, các hành tinh, các hệ thiên hà, không có ai nhìn thấy chân trời bao giờ. Nhưng mà bờ biển có người nhìn thấy không? Có người nhìn thấy bờ biển. Có người đo được độ sâu của biển không? Khoa học bây giờ đo được độ sâu của biển. Nhưng mà có ai gì nhìn thấy gầm trời không? Nhìn thấy, thấy chân trời không? Chắc chắn không có ai nhìn thấy chân trời. Cho nên chúng ta thấy tập tạc sĩ vừa đưa ra câu đối là bốn biển đều là tập tạc sĩ, ở trong ứng ngay khắp gầm trời này hay khắp bầu trời này đều là Thích Đạo An. Nghe thế mà choáng. Và liền đi, tập tạc sĩ liền biết rằng gặp đối thủ rồi. Gặp một bậc gì? Một bậc chân sư thông tuệ rồi, trí đức vẹn toàn rồi. Cho nên á, liền là bước vào và cung kính chào hỏi, giữ lễ nghĩa với Đạo An Pháp Sư như một người thầy, như một người anh. Và sau này nghe cái tin đó, vua đất nước đó mời cả hai vị về để một vị thì làm vấn đề tâm linh và cố vấn về về đạo đức và chính trị, một vị thì cũng về cố vấn. Và khi đoán cả Đạo An Pháp Sư và tập tạc sĩ đến thì vua nước đó nói gì, ta đã gì đã có được một người rưỡi. Đại thần hỏi rằng á, vậy ai là một người còn ai là một nửa? Đức vua nói là gì, là Đạo An Pháp Sư chính là một, còn tập tạc sĩ chính là nửa. Vậy đó, chúng ta thấy hoàng đế là người gì? Phân minh rõ ràng, Đạo An là người được trọn vẹn, còn tập tạc sĩ mới chỉ được một nửa thôi. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên các cụ ngày xưa nói ngoài trời còn có bầu trời khác là như thế. Cái sự hiểu biết của chúng ta học được đến đâu chúng ta hiểu đến đó, thì đừng có đi mà phản bác là cái gì, cái mà mình chưa học chưa hiểu. Cho vừa qua chúng tôi thấy một số những vị pháp sư, những vị thượng tọa lên trên tòa giảng nói là gì, Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo gì, Phật giáo Hán hóa, Phật giáo Việt hóa, hay còn gọi là gì, Phật giáo gì Bà La Môn hóa, hay còn gọi là ngoại đạo giúp bóng Phật, núp bóng Phật giáo, vân vân. Còn Phật giáo chân chính là phải Phật giáo gì? Phật giáo mặc cái y hở cánh tay này, rồi chỉ có tụng bốn bộ kinh A Hàm này, thì bốn hoặc năm bộ kinh A Hàm, trung bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh, đó thì mới gọi là Phật giáo chân chính. Còn tu theo chúng ta Phật giáo tụng kinh A Di Đà, Pháp Hoa, Dược Sư, Địa Tạng, thờ A Di Đà Phật, Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân đó, thờ các vị thần này thần nọ thần kia đó, đều là gì, đều là ma. Chúng ta nghĩ thế nào? Tại sao mà tôi phải giảng rộng cái đoạn này, tôi phải nói rộng cái câu này, một cái câu hỏi mà vì sao mà tôi phải trả lời rộng như thế? Các vị hiểu đúng không? Vì sao tôi phải trả lời như thế? Cho nên cái chuyện thờ phụng ở đây chúng ta phải hiểu rõ được vì sao ngày xưa các tổ lại đưa vào trong ngôi chùa những pho tượng ấy, hay là vì sao trong một gia đình chúng ta bây giờ phải thờ cả thần linh, thờ gia tiên,
thờ tổ cô, tổ cậu ở trong dòng họ của mình. Nếu chúng ta học Phật pháp một cách gì đến nơi đến chốn, chúng ta hiểu cái văn hóa bản địa, cái văn hóa bản địa của gì, cái cư dân, cái dân tộc, cái đất nước ấy, cái khu vực ấy nó như thế nào, thì chúng ta mới gì, mới phán xét được cái sự thờ phụng của Phật giáo miền Bắc. Chúng ta mới hiểu được, chứ phán xét chắc chắn không phán xét được đâu. Xin thưa vì không phán xét được, vì các tổ ngày xưa chắc chắn làm không sai rồi. Chúng ta hiểu được, nếu mà chúng ta thì hiểu được văn hóa bản địa, hiểu được cái vì sao mà trong các ngôi chùa lại có nhiều tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng thần, tượng thánh như thế vân vân, thì chúng ta biết. Hay vì sao mà dân tộc chúng ta thì lại có thờ nhiều đình đền miếu mạo như thế, thờ nhiều các anh hùng dân tộc, những người có công, những vị vua, những vị quan, những vị đại thần, những người anh hùng có công với đất nước như thế. Truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đấy là nguyên nhân, cái lý do căn bản, đấy là cái phong tục văn hóa rất đẹp của con người Việt Nam chúng ta vậy. Mà đấy cũng là phù hợp với gì, với nhân quả, với cái nhân quả Đức Phật gì đã dạy vậy. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, vân vân. Đó. Cho nên nếu mà là một Phật tử hộ pháp chân chính thì chúng ta phải biết được rằng ở đâu có Phật, có pháp, có tăng thì nơi đó chúng ta nên đến để hộ pháp cho các quý thầy. Nên đến để trợ duyên cho các quý thầy. Có của thì góp của, có công thì góp công, có trí tuệ thì góp trí tuệ, có sức lực thì góp sức lực, để làm cho ngôi Tam Bảo gì ngày một hưng long ở thế gian này. Chúng ta ra chùa, chúng ta cầm cái chổi, thấy cái lá ở sân nó bẩn, chúng ta cầm cái chổi, chúng ta quét cho nó sạch sẽ, đó cũng là gì? Hộ pháp. Hôm nay ở chùa Khai Nguyên có một nhóm Phật tử tận ra Hà Nội gần 20 vị lên đây để bao sái tượng Phật. Đi từ sáng sớm lên đây để cơm nắm cơm gói lên để bao sái tượng Phật, quét dọn chùa chiền. Đó cũng gọi là gì? Gọi là hộ pháp đấy các quý vị. Đó gọi là hộ pháp đấy. Hoặc hôm nay có mấy Phật tử ở rất là xa nhắn tin về cho thầy bảo là con không về được. Con nghe thấy thầy phát tâm, phát nguyện tạo một cái tôn tượng Phật Ngọc vì hòa bình thế giới, để làm tượng yểm tâm cho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, để làm cái biểu tượng của Phật giáo Việt Nam nói chung và pháp môn tịnh độ của Phật giáo Việt Nam nói riêng, đặc biệt là gì? Chùa Khai Nguyên. Trung tâm của nó, trụ sở của nó là chùa Khai Nguyên của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam. Cho nên chúng con rất hoan hỉ. Chúng con mong cho cái tâm nguyện của thầy sớm thành hiện thực. Cho nên chúng con không có nhiều. Chúng con gửi 1 cân ngọc, 3 triệu đồng, gửi 1 kg ngọc thành phẩm để làm cái tôn tượng Phật Ngọc yểm tâm cho đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới ở tại đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên đó. Đó gì? Đó chính là hộ pháp. Ví dụ như không có các Phật tử đem tâm thì thầy có kêu gọi gì đứt hầu bảy họng cũng chẳng thế nào mà làm được. Vì thầy có phải là gì? Là một tổng giám đốc đâu, một chủ tịch đồng quản trị đâu, là một trưởng phòng đâu, là một nhà gì làm kinh tế mà nhà đi buôn bán đâu. Thầy là một người tu, chỉ biết ngày 2 bữa cơm gõ mõ tụng kinh giảng đạo.
Thầy không thể tự tay mình á làm ra đồng tiền bát gạo. Thầy chỉ có cái tâm huyết đó là gì? Xây dựng chùa cảnh và hoằng dương Phật pháp. Cái tâm huyết đó mà thôi. Và có một chút, bỏ một chút sức lực và trí tuệ của mình ra để cùng với tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ tại gia để làm cái điều đó, xây dựng lên ngôi chùa làm chỗ gì, quy thú làm trước hết là nơi thờ Phật, thứ hai là nơi tu tập của chư tăng, thứ ba là nơi giảng kinh truyền đạo cho các Phật tử. Nếu tạo được một cái đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới như ở đang làm ở chùa Khai Nguyên chúng ta mà thành tựu viên mãn, tức là xây dựng khi mà thành công hoàn mãn đó, thì nó sẽ đưa vào sau này, kể cả bây giờ đó, làm xong một cái nó gì, nó sẽ đưa vào cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam, rồi sau này nó sẽ được đưa vào cái lịch sử Phật giáo thế giới. Khi nói đến Phật giáo Việt Nam, sau này chắc chắn rằng họ sẽ nói đến cái tôn tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên chúng ta này. Chúng tôi làm không phải là để cho đời sau họ phải nói đến mình, phải nhắc đến mình, nhưng điều quan trọng làm cái điều đó để làm gì? Để xiển dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Làm cái điều đó để gieo gì? Gieo vô lượng nhân duyên công đức phúc lành đến với chúng sinh, không chỉ 1 năm 2 năm, không chỉ 5 năm 10 năm, không chỉ 100 năm 500 năm, mà chúng tôi nói gì? Phải đến 3.000 năm. Thậm chí có thể còn lâu hơn nữa. Nay chúng ta phát nguyện tụng bộ kinh Địa Tạng 3 năm xong lại thêm 4 năm nữa. Thậm chí 4 mà nhân lên có thể gì? Nhân duyên mà chín muồi đời này đời khác, nơi chốn tổ đình này mà được truyền thừa luôn luôn đó, thì có thể không chỉ 3.000 năm nữa mà thậm chí thì 7.000 năm sau. 7.000 năm sau. Đời trước đời sau cứ nối nhau để gì? Để hoằng pháp lợi sinh, đem đến cái lợi ích cho gì? Lâu dài cho chúng sinh, thì không chỉ 3.000 năm mà thậm chí là 7.000 năm. Cho nên á, tùy hỷ công đức cúng dường ấn tống kinh sách, làm chùa tô tượng đúc chuông, làm công quả, góp sức lực của mình vào đó, đó gọi là gì? Chính là hộ pháp. Đó chính là hộ pháp, tức là trợ tuyên giúp đỡ làm cho gì? Cho Phật pháp được hưng long. Cúng dường trai tăng phẩm vật, quần áo, thức ăn, đồ uống, để cho chư tăng không phải lo đến cái đó nữa, yên tâm tu tập để hoằng pháp. Thì đó cũng là gì? Là hộ pháp đó các quý vị. Đó, đấy chúng tôi nói giảng về hai chữ hoằng pháp và hộ pháp. Thì Phật tử muốn biết thì chúng tôi nói sơ qua như vậy.